Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Cựu tuyển thủ Việt Nam qua đời ở tuổi 36 bị đột quỵ vì tắm đêm. Phan Quý Hoàng Lâm, cựu tiền vệ người Bình Định, từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Henrique Calisto, đã ra đời vào tối 19 tháng 5 năm 2020. Một người bạn từng là đồng đội tại đội tuyển quốc gia cho biết Phan Quý Hoàng Lâm bị đột quỵ sau khi tắm đêm. Thông tin Hoàng Lâm qua đời khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Hoàng Lâm sinh năm 84, trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Anh sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m60 nhưng sở hữu kỹ năng dê dắt bóng lắt léo và khả năng sút phạt tốt. Hoàng Lâm bước ra ánh sáng bóng đá Việt Nam từ năm 2004. Sau đó anh có mùa V-League 2005 thi đấu tốt cho đội bóng quê nhà Bình Định. Một năm sau, Hoàng Lâm chuyển sang thi đấu cho câu lạc bộ Long An. Năm 2008, huấn luyện viên Henrique Calisto đã nhắm Hoàng Lâm cho vị trí ở tuyến giữa đội tuyển Việt Nam, nhưng cuối cùng không cạnh tranh được với nhiều tài năng đương thời như Tài Em, Minh Phương, Minh Châu, Tấn Tài, Thành Lương. Anh không được ở lại danh sách cuối cùng và lỡ luôn trước vô địch AFF Cup lịch sử. Năm 2011, Hoàng Lâm không thể giúp câu lạc bộ Long An trụ hạng, anh tuyên bố giải nghệ và đi làm nghề khác kiếm sống. Đến khi sự việc đáng tiếc xảy ra đã khiến nhiều người thân và đồng đội vẫn chưa hết bàng hoàng.